bắt đầu cuộc chiến xâm lược nước Ukraine. Putin và nước Nga nghĩ rằng họ chiếm được toàn bộ nước Ukraine trong vòng chỉ vài ngày. Nhưng cho tới bữa nay, trên 100 ngày, trận chiến đó càng ngày càng nghiêng về phía bên Ukraine và thế giới tự do. Một trong những yếu tố lúc ban đầu thì chúng ta chỉ nhìn thấy nó là một sự yểm trợ chung chung của Hoa Kỳ hay của thế giới phương Tây hay là NATO. Nhưng một cá nhân như Elon Musk, một ông tỷ phú, mặc dù là ông giàu nhất thế giới, nhưng mà cái sự giúp đỡ của ông về vấn đề Internet, tức là Starlink, lúc đầu tiên mà quý vị nghe chúng tôi loan tin cứu giúp cho nước Ukraine, cứu giúp cho Tổng thống Ukraine giữ được liên lạc với thế giới bên ngoài, và đặc biệt nhất là giúp cho người dân của Ukraine nối kết được với thế giới, nêu lên được tất cả những cái nguyện vọng, cái khổ đau cũng như đánh động lương tâm của thế giới. Ngày hôm nay, kính thưa quý vị, có một bản tin mà chúng tôi kính mong quý khán giả lắng nghe sự phân tích, tại vì câu chuyện này nó sẽ ảnh hưởng tới tương lai nếu có một cái chuyện xảy ra ở bên quê hương chúng ta trên Biển Đông hay là với Đài Loan. Chúng ta cũng sẽ cần đến cái sự trợ giúp của Elon Musk, Starlink. Tin số 5 Peter lấy, tin số 6, hệ thống Elon Musk Starlink làm cho Putin khốn đốn. Kính mời anh Đỗ Như Điện. Vấn đề truyền thông đóng một vai trò hết sức quan trọng trong vấn đề chiến tranh. Bởi vì khi bất cứ một cuộc chiến tranh nào, bên nào cũng phải nắm vững, biết được địch, mà muốn biết được địch phải có thông tin. Vì vậy, Nga Xô đã có cái kế hoạch phá hủy tất cả các hệ thống viễn thông của Ukraine để cho Ukraine trở nên mù và điếc. Khi đã mù và điếc thì Putin tha hồ đánh. Nhưng không ngờ tất cả những cái sách lược, những cái kế hoạch của Putin đã bị phá hỏng hoàn toàn khi mà Tổng thống Zelensky kêu gọi sự giúp đỡ của thế giới. Thì Elon Musk, một nhà tỷ phú đang làm chủ cái công ty Tesla điện xe điện đó, và cái công ty SpaceX, tức là cái công ty mà đưa người lên không gian, và ông ta làm chủ cái hệ thống Starlink, tức là cái hệ thống viễn thông tầm thấp. Và cái hệ thống viễn thông tầm thấp này là những cái vệ tinh mấy ngàn cái như vậy, nó có thể giúp cho người ta nối kết đường dây điện thoại khi ở những cái vùng sâu vùng xa. Vì vậy mà cái hiệu quả của nó vô cùng quan trọng. Việc thứ nhất là nó đã phá vỡ cái sự ngăn chặn thông tin mà Putin muốn đưa ra. Đồng thời, nó từ đó người dân có thể tiếp cận với thế giới bên ngoài. Chính quyền Ukraine có thể tiếp tục, vì thấy Tổng thống Ukraine Zelensky hàng ngày ông đều có thông điệp gửi cho dân chúng, và dân chúng nghe được, theo dõi được, biết rõ những chuyện gì xảy ra. Và đồng thời, họ còn truyền đạt những thông tin này cho người dân Nga, và người dân Nga bị bưng bít. Thì bây giờ, qua cái hệ thống này, người dân Nga lần lần biết rõ được cái cuộc xâm lược của Nga nó như thế nào. Thì đó là những cái hiệu quả mà Elon Musk đã giúp cho Ukraine qua cái Starlink. Vì vậy mà cái hệ thống viễn thông này nó hết sức hiệu quả để làm đảo ngược cái cuộc chiến mà lẽ ra Nga Xô có thể gọi là chiếm được Ukraine trong vòng mấy ngày như mà họ dự tính, nhưng tất cả những cái đó bây giờ hoàn toàn đã sụp đổ. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng ngày nay với cái phương tiện kỹ thuật cao, nếu không có những cái hệ thống truyền thông như Starlink thì thật là khó khăn khi mà hành quân cũng như tất cả các cái dịch vụ khác. Đó là cái thành quả mà tôi nghĩ rằng Elon Musk là một cái người đã làm cho thế giới thay đổi. Và con đường ông ta nói rằng là trong khi Putin thì muốn thống trị, muốn đánh chiếm Ukraine, còn tôi thì muốn đưa người lên sao hỏa. Cái câu nói tuy nó có vẻ vui vui đùa thật đặt,
Thật đấy, nhưng mà đó là cái ý chí và cái nhìn xa của một người mà tôi nghĩ rằng con người này đang làm cho chúng ta phải để ý và khâm phục cái tài năng cũng như cái nhìn của một người còn rất trẻ và rất tài năng. Thì đó là cái sơ đồ giờ thấy như mẹ. Vâng, tôi cũng theo lời anh là tôi bái phục ông Elon Musk. Nhưng bây giờ câu chuyện này là câu chuyện mà tôi còn bái phục hơn. Và tin tưởng rằng với cái tin này, chúng ta sẽ hướng về Việt Nam, hướng về những nước nghèo ở Đông Nam Á. Thưa Elon Musk và Starlink đã loan báo một cách chính thức là Philippines là nước nghèo, có thể thuộc hàng nghèo ở bên xứ Đông Nam Á, xứ Á Châu. Nhưng mà bữa nay họ đã ký hợp đồng với Starlink để nối kết Internet. Lý do tại sao? Có lý, mặc dù rằng bây giờ người dân Philippines nghèo chỉ trả 5 đồng một tháng cho Internet thôi, vô với Starlink tốn tới 100 đồng, nhưng mà họ vẫn ký hợp đồng và khai thác. Mục đích của họ là cái gì? Như hồi nãy anh Đỗ Như Điền nói, những cường quốc hay là những kẻ đế quốc như là Tàu hay là Nga muốn cho người ta đâm mắt, đâm lỗ tai người ta, thì những cái đường dây mà nối Internet ở dưới biển đó, nó làm cản trở vô cùng, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Cho nên Internet của Starlink nó giải tỏa những cái khó khăn này. Nó sẽ ở trên trời nó phủ xuống chứ không phải ở dưới lòng biển. Hy vọng rằng Việt Nam cũng như nhiều nước khác khá hơn, giàu hơn Philippines sẽ có Starlink để không còn lệ thuộc đường dây cáp ở dưới biển. Tôi hy vọng như vậy thôi. Nhưng mà chưa biết là cái chuyện đó nó sẽ xảy ra như thế nào. Có tin tức gì mới chúng tôi sẽ loan báo cùng quý vị. Và bây giờ thì chúng ta tới một cái bản tin mà cảm ơn anh Đỗ Như Điện đã làm một cái tựa. Mà tôi đọc cái tựa này tôi cứ thấm thía từ ngày hôm qua cho tới bữa hôm nay. Peter lấy dùm cho cái tin số 7. Corona Vũ Hán bất tuân lệnh, ôn thần dịch bệnh Tập Cận Bình. Xin mời anh. Vâng, Tập Cận Bình, mình phải đặt cho cái ông cái tên là ôn thần dịch. Đúng đấy, là vì ai cũng biết cho đến bây giờ các nhà khoa học đều xác nhận là con virus Vũ Hán đó là do sáng chế chứ không phải là tự nhiên. Và vì vậy ông ấy làm cho cả thế giới điêu đứng suốt từ trên 2 năm qua, nhưng bây giờ nó chả nghe lời ông ấy nữa và nó lại quay về. Chúng ta biết suốt cái tháng vừa rồi á, là thành phố Thượng Hải là khốn đốn, mười mấy triệu người dân cứ là bị bao vây, bị khóa trong nhà, bị điên lên, và bây giờ thì họ tìm cách họ mở ra để mà cứu vãn cái nền kinh tế. Nhưng mà tuần vừa rồi có một cái chuyện cũng lạ là do một cái quán cà phê gì đó mà người ta nói rằng có 60 mấy người bị, thế là Bắc Kinh nhốn nháo lên và bây giờ lại cái zero covid lại bắt đầu phải được thi hành và người ta phải gọi là sắp hàng dài để mà test. Thế nhưng mà khổ nỗi á, cái test á, không biết nó cái test này có bán qua bên Việt Nam làm cái công ty Việt Á mua hay không. Cái test người có bệnh thì test ra không bệnh và người không bệnh thì test ra có bệnh, rồi nhốt chung với nhau, thế thì nó lại nguy hiểm hơn nữa. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái ôn thần Tập Cận Bình này không điều khiển được những cái gì. Còn virus mà ông ta muốn hủy hoại thế giới, nó quay về nó sơi tái cái nước Tàu thì chẳng biết chừng đây là cái chuyện nó đang xảy ra đấy, thưa anh. Bây giờ mình trở lại câu chuyện này một chút xíu, là bắt đầu Covid nó xuất phát từ Vũ Hán. Con virus này nó từ Vũ Hán, 5 triệu người bay khắp nơi trên thế giới và lây lan khắp nơi trên thế giới. Đi qua bên này uống bia, ăn bơ, ăn sữa, nói tiếng Mỹ, nói tiếng Anh, nói tiếng Pháp, về ở bên Tàu, quay trở lại đất Thượng Hải, quay trở lại đất Bắc Kinh thì nghe nó ngộ nị nị, không hiểu. Lúc đó họ quên cái tiếng Tàu đi, cho nên ôn thằng dịch bệnh Tập Cận Bình ra lệnh biểu mày ngưng, nó không chịu ngưng. Nó nói mày speak English hay là parler français mà không chịu nói, Tập Cận Bình không chịu nói, cho nên nó không nghe.
Nhưng bây giờ thưa quý vị, bây giờ chúng ta bước qua bên phía châu Âu một chút xíu. Trước khi mà đi vô cái tin Ngân hàng Trung ương châu Âu bất chước Hoa Kỳ bỏ cái chế độ cho vay lãi euro phân lời, thì cái tin mà đảng cầm quyền của ông Macron chỉ thắng được có 1% cái phe tả thôi, thì cái điều này, cái chính trường của bên Âu Châu nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà sau đó thì lại là cái tin về kinh tế, tức là về tài chính. Peter có thể lấy cho cái tin số 8 để anh Đỗ Như Điền trình bày về Ngân hàng Trung ương châu Âu chấm dứt việc cho vay lãi suất euro hoặc suất âm. Mời anh ạ. Vâng, bây giờ chúng ta biết là từ 10 năm vừa qua đó, thì bên Ngân hàng Trung ương châu Âu đó, vì vấn đề người ta lo sợ vấn đề lạm phát, do đó người ta đã cho vay và cho vay zero lãi hoặc là âm. Âm nghĩa là thế này, thí dụ như một số quốc gia hay là một số đại công ty muốn vay 1 triệu thì bây giờ vay rồi, xài rồi mà không cần trả lại 1 triệu mà có thể trả lại 950 ngàn thôi. Đó là vay lãi âm mà đã diễn ra trong vòng 10 năm vừa rồi. Thế thì bây giờ người ta bảo đó là một cái sự điên rồ. Và vì vậy bây giờ người ta chấm dứt cái chuyện đó và bắt đầu từ bây giờ trở đi, trong tháng 7 này, bắt đầu sẽ không còn cái chuyện đó nữa. Và người ta sẽ nâng cái lãi suất đầu tiên là 25.25, tức là 1/4 đồng đó, 1/4 là 0.25, và có thể sẽ nâng lên cho đến mức của còn là 2% tiền lãi. Bởi vì nếu mà đồng tiền mà in ra mà cho người ta vay đã không lấy được lãi mà lại còn phải lời thì lấy cái tiền đâu mà điều hành. Do đó cái chuyện đó là chuyện ngược đời, và Âu Châu đã làm cái chuyện ngược đời này 10 năm rồi thì bây giờ người ta thay đổi. Thì tôi nghĩ đó là cái chuyện bình thường thôi. Ngân hàng Mỹ trong thời gian kinh tế nó bấp bênh thì người ta cũng làm như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái chuyện này không thể nào, theo cái quy luật về kinh tế không thể nào mà giữ được vậy, thưa anh ạ. Vâng, thưa anh, bữa nay nó có một cái tin này tôi cũng muốn hỏi thăm anh. Cái chuyện mà tin tức loan tin là có ba ông lãnh đạo của châu Âu đi qua thăm nước Ukraine ở Kiev. Nhưng mà trong đó có ông Thủ tướng Đức. Nhưng mà nước Đức họ không cho loan cái tin này. Họ không có phủ nhận, cũng không xác nhận cái tin ông Thủ tướng của họ đi. Lý do tại sao vậy anh? Theo tôi được biết đó, thì là ông Tổng thống Pháp, ông Thủ tướng Đức và ông Thủ tướng Ý, ba người sẽ dự tính là qua, nhưng mà qua thăm Kiev đó, để mà đưa ra một, theo tôi hiểu, để đưa ra một cái kế hoạch làm sao chấm dứt chiến tranh. Nhưng mà riêng dân Đức đó, thì hiện tại bây giờ người ta cũng phân hóa, người ta một bên đó là phải muốn Đức phải minh bạch để mà ủng hộ Ukraine, cung cấp cho Ukraine những vũ khí tối tân để mà chặn đứng, trong khi lập trường của ông Thủ tướng Đức đó thì còn dè dặt nửa này nửa kia. Do đó tôi nghĩ rằng họ có cái vấn đề nội bộ ở trong các đảng phái trong đất nước, và vì vậy mà có lẽ họ dè dặt. Trong khi ấy bên nói thẳng ra đó là bên Ukraine không hài lòng với lời phát biểu của cả ông Thủ tướng Đức lẫn ông Tổng thống Pháp, là vì nói rằng bây giờ đừng làm cho Nga Xô bị mất mặt quá để chúng ta giữ con đường ngoại giao. Nhưng mà Ngoại trưởng Ukraine ông ấy nói thẳng là thế thì danh dự của chúng tôi là cái gì, danh dự của nước bị tấn công là cái gì, mà tại sao chúng tôi phải bảo vệ danh dự cho một cái kẻ tấn công. Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn anh Điền. Chúng ta biết rằng cái vấn đề là mấy nước đó vừa éo vừa run, tại vì nước Nga cầm chịch về vấn đề đủ thứ hết, trong đó vấn đề năng lượng đủ thứ hết. Rất tiếc là chúng ta đã hết giờ rồi.